Có bao giờ bạn giải Rubik mà gặp trường hợp như thế này chưa? Các bạn nhìn cái rốt màu vàng này, lại bị thiếu mất một cái cạnh như này. Nó đây trường hợp của riêng 4x4. Các bạn nào chơi 4x4 thì chắc hẳn sẽ đã từng gặp trường hợp như này. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục trường hợp như này nhá. Thì đây chỉ là một trường hợp đặc biệt 4x4 thôi, nó sẽ có công thức để giải nhá. Đây công thức mình đã có rồi. Công thức mà mình mua quyển này về mình học công thức này. Thế các bạn có thể stop video lại và làm theo cái bước hướng dẫn này nhá. Đó. Thì ở đây mình sẽ làm theo công thức này. Đây các bạn để tôi biết này các bạn. Đó, và khi làm xong công thức thì đã được cái cross màu vàng đã hoàn thành rồi này. Và bước tiếp theo thì chúng ta chỉ việc giải con Rubik thôi. Đó, như vậy là đã hoàn thành khối Rubik này. Nhưng không chỉ có một trường hợp như vậy thôi mà 4x4 nó còn có một trường hợp nữa. Khi chúng ta giải xong cross màu vàng, nó sẽ có một trường hợp đặc biệt nữa để hoàn thành con Rubik. Nó sẽ như thế này. Ok bạn, và trường hợp nó sẽ như thế này. Lắp xong hết rồi, các bạn chỉ thấy hai viên này và hai viên này nó bị đổi cho nhau rồi. Thì 3x3 chúng ta không bao giờ có trường hợp như thế này cả. Rất là đặc biệt luôn. Thì khi gặp trường hợp này, các bạn sẽ làm theo cách sau nhá. Làm theo công thức này. Công thức rất là dễ nhớ thôi. Đó, như vậy là đã xong rồi này, rất là dễ nhớ luôn. Và cũng sẽ có một trường hợp như này nữa. Ok các bạn, và đây có thể các bạn sẽ gặp trường hợp như thế này nữa. Lần này trường hợp hai cái cạnh kè nó được đổi ngược cho nhau. Đó, thì khi gặp trường hợp này chúng ta cũng làm giống như trường hợp vừa nãy, là trường hợp đối nhau như này. Thì nó sẽ như sau. Vẫn làm công thức đấy thôi. Đó, khi làm xong công thức đấy này, các bạn thấy nó về trường hợp của 3x3 rồi. Thì chúng ta chỉ cần hoán 3 cái cạnh này lại là xong. Công thức hoán thì rất là dễ, đó là PL 3x3. Nó như vậy đã hoàn thành xong cục Rubik rồi. Nó thì 4x4 nó sẽ có 3 trường hợp như thế. Tính ra chỉ có 2 trường hợp thôi. Thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Nếu bạn thấy video hay, có thể cho mình một like, một đăng ký để mình có thêm những động lực làm thêm những video hay hơn, bổ ích hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.